Tiếp theo là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Khi làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm thành phố, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện Đoàn Nguyễn Đại Quốc, 18 tuổi, trú quận Thanh Khê, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường phố, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tiến hành dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới gầm xe máy do Quốc điều khiển có một bịch ni lông màu đen. Mở ra kiểm tra phát hiện bên trong có 4 túi ni lông nhỏ đựng nhiều tinh thể màu trắng. Quốc khai nhận đó là ma túy đá. Đối tượng mang đi giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Tối ngày 23 tháng 10, bất ngờ kiểm tra phòng 301 tại một khách sạn trên địa bàn, đội cảnh sát ma túy công an quận Sơn Trà đã bắt quả tang Đào Ngọc Di, 23 tuổi, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang tàng trữ 113 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Di khai nhận mang ma túy này từ Quảng Trị vào Đà Nẵng với ý định bán kiếm lời. Rạng sáng ngày 20 tháng 10, công an quận Hải Châu bất ngờ kiểm tra quán bar TV Club số 207 Nguyễn Chí Thanh. Tại thời điểm kiểm tra, bar TV Club có 226 khách đang vui chơi tại quán. Ngoài ra, công an phát hiện 24 viên thuốc lắc, 4 gói ketamin, 11 điếu cần sa cùng nhiều dụng cụ để hút xì xa. Lực lượng chức năng phát hiện 114 trường hợp dương tính với chất ma túy. Thời gian qua, công an quận Hải Châu liên tục ra quân kiểm tra và phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy tại các quán bar. Vào 8 giờ sáng ngày 19 tháng 10, công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu nhận được tin báo Huỳnh Văn Lâm, 45 tuổi, đang bạo hành vợ con nên đã có mặt để ổn định tình hình. Khi đến nơi ở trọ, phát hiện Lâm đã khóa trái cửa nhà, dùng dao tự rạch tay mình, liên tục to tiếng và có những hành vi uy hiếp sẽ đe dọa tính mạng con trai mình. Sau hơn 4 giờ tích cực thuyết phục, công an phường Hòa Thuận Tây đã phá được cửa, đảm bảo an toàn cho cháu bé và đưa đối tượng về cơ quan công an làm việc. Qua thử test, Lâm dương tính với chất ma túy và được đưa đi cai nghiện tập trung ngay sau đó. Sáng ngày 24 tháng 10, Kiều Phước Sơn, 36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, đã trà trộn vào trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Thanh Khê để lấy trộm một sợi dây bạc trên người của một em học sinh đang đứng trong sân trường. Khi vụ việc xảy ra, bảo vệ nhà trường đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Sơn và bàn giao cho công an phường. Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội đã làm nhiều người đồn đoán đây là vụ bắt cóc trẻ em, khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Tại cơ quan công an, Sơn vẫn quanh co gian dối, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã xác định được Sơn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3 năm 2019 thì lại tiếp tục tái phạm. Tang vật thu giữ gồm 16 sợi dây chuyền. Sau thời gian dài theo dõi, công an phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu tạm giữ và đưa Trần Hồng Minh, 32 tuổi, trú tại địa phương, trở lại trung tâm xã hội Bầu Bàng. Từ năm 2004 đến năm 2019, Minh nhiều lần vi phạm pháp luật và sử dụng trái phép chất ma túy nên bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đến đầu tháng 8, Minh trốn khỏi cơ sở ra ngoài. Công an đã nhiều lần theo dõi, nắm thông tin và đến sáng 20 tháng 10 mới bắt giữ được. Ngày 22 tháng 10, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố tiếp tục lấy mẫu tôm hùm tại một cửa hàng cung cấp hải sản nằm trên đường Hoàng Hoa Thám để gửi kiểm nghiệm đánh giá chất lượng. Trước đó, vào ngày 18 tháng 10, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tôm hùm tại cửa hàng này bị nhiễm tạp chất agar hay còn gọi là thạch rau câu. Theo chủ cơ sở, tôm hùm tại đây được nhập từ một vựa hải sản tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên, hàng ngày được vận chuyển ra Đà Nẵng bằng xe khách. Làm việc với cơ quan chức năng, cơ sở này mới đi vào hoạt động nên không có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chiều ngày 23 tháng 10, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê đã kiểm tra tại khu chợ Thanh Khê, phát hiện một lô hàng hạt nêm không nhãn mác, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của ông Hoàng Đình Nam, 45 tuổi. Người này cho biết đây là hàng do ông tự sản xuất. Kiểm tra nơi chứa hàng hóa của ông Nam, lực lượng chức năng phát hiện một máy ép nhiệt, 7 bao hạt nêm 20kg nhãn hiệu Bếp Hồng, 29 gói hạt nêm đựng trong các túi ni lông không có nhãn mác, cùng hàng chục vỏ bao bột ngọt giả nhãn hiệu Aquan. Cũng tại khu chợ này, công an quận đã thu giữ nhiều gói bột nêm nghi là hàng giả. Sáng ngày 23 tháng 10, một đội thợ thi công đang tiến hành sửa chữa khung giá đỡ bảng quảng cáo trên tầng 4 của một tòa nhà ở đường Triệu Nữ Vương. Trong lúc đang thi công thì xảy ra sự cố chạm điện gây nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ phần giá đỡ bằng sắt và bảng quảng cáo rơi xuống dưới. Phần khung sắt rơi xuống mặt đường, va vào hai vợ chồng đang đi xe máy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, đưa hai người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.